hôm nay ở nhà mình muốn thất thủ luôn rồi mọi người ơi. Giờ cái đám mưa hôm nay lớn quá nên cái máng nước ở nhà mình nó chảy không xiết, bây giờ nó phải tràn ra ngoài. Lúc đầu thì còn hứng hứng thôi được, bây giờ thì hai cái thao này nó cũng đầy nước hết trơn luôn rồi. Bây giờ ngồi ở đây nhìn nước nó tràn ra chứ còn hứng cái gì nữa, nghe theo ý trời luôn chứ biết làm gì bây giờ. Nhà mình có xây hai cái si tẹt để hứng nước để dành xài, nước chảy cái kiểu này thì xài biết chừng nào mới hết. Phải công nhận thiệt, trời bữa nay mưa một đám rất là lớn luôn, nước ở trên mấy cái máng nó đổ xuống như thế này nè. Mưa từ hồi chiều tới giờ không ngưng luôn á mọi người, mưa đâu hồi 3 giờ mấy 4 giờ tới giờ, bây giờ cũng khoảng 8 giờ mấy gần 9 giờ rồi. Mưa 3-4 tiếng đồng hồ thì cỡ nào cũng phải tràn ra thôi, chẳng những mưa lớn không đâu mà trời còn sấm sét nghe muốn sợ luôn á. Không ngờ lâu lâu mưa một bữa mà ghê thiệt chứ. Đây là phía bên hông của mình nhìn ra ngoài đang tối hù vậy đó, cái sấm chớp cái sáng trưng hết trơn luôn. Hồi giấc chiều á thì mình có quay cái cảnh mưa, thấy cái cảnh mưa như thế này á nó mát á trong người, tại vì lâu lâu mới được cái đám mưa lớn mà, rồi cái ông trời ông mưa cho tới tối luôn mà còn tặng thêm sấm chớp nữa chứ. Lúc này thì cảm thấy sợ chứ hết thấy mát được nữa rồi. Hồi chiều thì hai con chim này nó cũng bị mất mưa, lông nó ướt nhẹp hết trơn, bây giờ nó cũng đã khô lông hết rồi. Nhưng mà trời mưa kiểu này làm sao mà ngủ được, hai con nằm ở trong này ấm quá ha. Không thấy mình thì thôi chứ thấy mình cái là đòi ăn à. Giờ này bữa tối rồi nên mình đâu có cho tụi nó ăn nữa. Kiểu này thì chừng nào hết mưa thì mới ngủ được thôi, mình ở đây còn chưa được ngủ nữa thì làm sao hai đứa nó ngủ được.